Thưa quý vị, khu phố 2, phường 10, thành phố Vũng Tàu có 31 tổ dân phố với gần 2.600 hộ. Người dân chủ yếu sống bằng nghề kinh doanh, buôn bán nhỏ, chăn nuôi và một bộ phận là cán bộ công chức nhà nước. Đời sống dân dân ở mức trung bình khá. Tỷ lệ gia đình gian hóa hàng năm luôn đạt từ 98% trở lên. Tối hôm qua 21 tháng 2, khu phố 2, phường 10, thành phố Vũng Tàu đón nhận danh hiệu khu phố gian hóa. Trong những năm qua, với sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực đoàn kết, nhất trí cao của cấp ủy chi bộ, ban điều hành khu phố và nhân dân khu phố 2, phường 10, thành phố Vũng Tàu đã thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Nhân dân trong khu phát huy được tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp đỡ các đối tượng trợ cấp xã hội, người già cô đơn, gia đình chính sách. Năm 2023, khu phố có 23 trên 27 hộ thoát nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện kế hoạch năm chỉnh trang đô thị, khu phố đã vận động nhân dân thực hiện xây dựng được 2 tuyến đường hoa và xây dựng 3 tuyến đường cờ trên địa bàn. Mô hình cũng đã nhân rộng và lan tỏa để các tổ dân phố trên địa bàn thành phố Vũng Tàu học tập kinh nghiệm áp dụng.